Khu đô thị Cái Răng Gieo Singapore được triển khai trên quỹ đất quy hoạch rộng 37.04 ha, nằm trên trục đường huyết mạch của khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Khu đô thị Cái Răng Gieo Singapore tọa lạc ngay trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, thuộc khu Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Nơi đây có thể kết nối với nhiều điểm du lịch hấp dẫn, liên kết vùng từ dự án khu đô thị Cái Răng Gieo Singapore, cách chợ Cái Răng cách 500m, cách cầu Bãi Cháy 5km. Cách công viên đại dương Suco 2,5 km, cách đảo Tiền Châu 3 km, cách Hạ Long Mali 3 km, cách đảo Dèo 500m, phố đi bộ 1,5 km. Tiện ích khu đô thị Cái Răng GLEXIMCO. Khu đô thị Cái Răng Gieo Singapore là dự án do tập đoàn Gieo Singapore làm chủ đầu tư, với quy hoạch đồng bộ gồm hệ thống thảm thực vật xanh sạch, bố trí hài hòa với hạng mục nhà ở và các tiện ích nội khu cùng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Không chỉ có vị trí đẹp, đất vàng sinh lợi mà cư dân tại đây còn được sở hữu nhiều tiện ích đẳng cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao như vườn hoa, cảnh quan cây xanh, xã hội, hệ thống phòng gym, yoga, spa, trung tâm mua sắm siêu thị, nhà trẻ, khu vui chơi giải trí đa dạng cho mọi lứa tuổi, khu resort, bãi tắm và KOT dịch vụ, nhà hàng, quán cà phê. Bên cạnh đó, dự án còn được thừa hưởng những tiện ích ngoại khu vô cùng giá trị như công viên đại dương Sun Vua, chợ Cái Răng, đảo Tuần Châu, đảo Dều, phố đi bộ, Hạ Long Marina. Biệt thự là sản phẩm căn hộ cao cấp phù hợp với những người có tiền, cần một không gian sống sang trọng, đẳng cấp. Biệt thự liền kề Cái Răng Gieo Singapore có tầm nhìn khoáng đạt, view thẳng ra biển Hạ Long, mang lại giá trị phong thủy tốt. Điều đặc biệt, sở hữu ô biệt thự tại đây, khách hàng được toàn quyền xây dựng theo mong muốn và sở thích, không phải theo cơ cấu hạ tầng bắt buộc như những nơi khác.